Di tích tháp cổ Vĩnh Hưng tọa lạc tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu là ngôi tháp có bề dày lịch sử lâu đời. Nhưng mãi đến những năm đầu thập niên của thế kỷ 20, các nhà khoa học mới biết đến và bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu. Ngày 18 tháng 7 năm 2024 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký quyết định số 694 xếp hạng tháp Vĩnh Hưng là di tích quốc gia đặc biệt. Hiện tháp có 5 hiện vật là bảo vật quốc gia được tìm thấy trong các đợt khai quật khảo cổ là tượng Sadashiva mặt trước, phù điêu nữ thần Uma bằng đá, đầu tượng thần Shiva mặt trước, tượng nam thần và tượng nữ thần Lakshmi. Điều đặc biệt của tháp Vĩnh Hưng là mang kiến trúc tôn giáo của nền văn hóa cổ có ảnh hưởng văn minh Ấn Độ. Cửa tháp không xây về hướng đông mà quay về hướng tây nam. Tháp có diện tích khá lớn, chiều đông tây rộng 191m, chiều bắc nam dài gần 7m và được xây cao hơn 10m. Phía trong lòng tháp thờ biểu tượng Linga Yoni. Đây là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo trong tín ngưỡng phồn thực của cư dân Úc Eo. Tháp Vĩnh Hưng là một trong số các kiến trúc tháp thuộc nền văn hóa Úc Eo còn sót lại tại Nam Bộ. Tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của di tích, đồng thời đang tiến hành khảo sát, kiểm tra để có hướng tu bổ, mở rộng di tích trên xứng tầm là di tích quốc gia đặc biệt.